Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm theo cái yêu cầu của rất là nhiều khán giả trên kênh của mình, đó là hướng dẫn cái intro bài Tình Cha nha. Trước mắt thì các bạn chọn cho mình là cái điệu slow rock nha. Nếu mà ai đang sử dụng cái đàn K300S thì dùng cái điệu số 186 slow rock pro. Tempo thì mình chơi dao động từ 60 cho đến 65, mình chọn 62. Âm sắc thì mình chọn tiếng kèn nha, soprano, saxophone hoặc là những tiếng kèn trên dưới chút cũng được. Rồi cái intro thì theo mình thì mình nghĩ là chơi feel A trước thì nó sẽ tình cảm hơn. Rồi mình sẽ làm một lần nữa cho các bạn coi nha. Để chơi intro này thì các bạn muốn hay thì các bạn nên sử dụng chức năng là Sync Stop nha. Chức năng thì những cái đàn hơi khá khá một chút thì mới có. Còn về hợp âm thì các bạn sử dụng những hợp âm là La thứ nè, Rê thứ nè, Mi 7, Rê thứ. Có hợp âm hơi lạ một chút là hợp âm Si giảm. Còn ở chỗ dằn thì mình sẽ chơi tay trái giống tay phải luôn nha. Đó. La thứ là dùng cho tông nam nha các bạn. Nếu các bạn chơi tông nữ thì các bạn lấy la thứ rồi các bạn cộng spot lên 5 là được ha. Cộng lên 5. Còn giờ thì mình đang để là giọng nam. Mình cộng 2 là do mình đang lấy cái tông của Ngọc Sơn. Rồi mình sẽ bày từng câu nha. Câu đầu nè. Mi đô si la mi mi rê rê. Đầu là la thứ, đuôi là rê thứ. Rồi câu thứ hai. Rê si son rê mi rê đô đô. Đầu là mi 7, đuôi là la thứ. Sau hai câu đó thì mình có thể dùng feel nếu các bạn muốn nha. À, câu tiếp theo là Do La Fa Re Fa Do Si Si. Đầu là la rê thứ, còn đuôi là si giảm. Rê thứ và si giảm chỉ khác nhau có một nốt la và nốt si thôi các bạn. Rồi, vậy là mình được khúc đầu nha, mình làm lại. Tiếp theo nha, khúc này thì nó hơi dằn một chút. Si si re 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 fa la fa re mi. Đó, khúc này nó hơi tiết tấu nó hơi nghịch một chút nha. Rồi sau cái này thì các bạn nghĩ một phát. Trong cái thời gian nghỉ đó các bạn bấm cho mình nút Sync Stop nha, để có chức năng dằn tiếng nè. Trong thời gian nghỉ đó mình sẽ bấm cái này. Rồi sau đó các bạn đánh cho mình hai tay giống nhau, đó là mi 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 re 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 mi. Rồi mình sẽ làm lại nha. Vậy là xong intro.
Còn nếu các bạn nào mà cái tay trái tốt á, thì trước cái lúc mà mình bấm nút sync stop nè, các bạn có thể bấm nút fill một cái thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều nha. Mình làm thử cho các bạn nghe nè. Có nút fill vào thì nghe nó hay hơn rất là nhiều. Rồi mình sẽ làm lại một lần từ đầu nha. Các bạn có thể coi video này 1 đến 2 lần các bạn sẽ làm được à. Làm chậm rất là được nha các bạn. Thường thường thì mình không có vô mình đánh liền như thế này, mà mình sẽ bấm nút start trước để có một cái khúc nhạc chạy trước cho nghe nó thật hơn một chút nha. Mình là vào như vậy đó. Các bạn nghe rất là hay ha. Còn nếu mà những các bạn nào mà cái ngón tay mà tốt hơn nữa đó thì có thể liên hệ riêng với mình có thể chỉ những cái năng cao hơn. Tất nhiên là mình sẽ chỉ miễn phí rồi. Nhiều cái rất là hay các bạn ha. Rất là hay. Nếu mà các bạn có sử dụng cái đàn K300S thì nhớ dùng thêm cái nút này nha. Nút làm cho mình có cái hiệu ứng phá tiếng, rung tiếng rất là hay ha. Modulation á. Các bạn nào đang sử dụng 300S thì làm thử nha. Chức năng là rung tiếng của 300S rất là hay. Ôi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đồng hành cùng video của mình. Mình hy vọng rằng video này sẽ làm cho các bạn có thể đàn cái bài tình cha nghe nó sống động, nó thật hơn. Và nếu các bạn thấy có chỗ nào mà còn chưa rõ hoặc là muốn mình bày nâng cao cái gì thì có thể liên hệ với mình nha. Mình sẽ cố gắng hết sức. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!